Xin chào quý anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tập controller chuyên nghiệp với giọng là thứ luôn, áp dụng vào hai bài hát được mang tên là một là bài Chân Tình ha, điệu ballad, và một cái bài là Về Đây Em của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn. Thì chúng ta cùng theo dõi hết clip để chúng ta tập chi tiết nha, mình chỉ rất là dễ thôi. Về đây em, tìm về quá khứ đã cho ta bao mộng mơ. Về đây em, một trời như thơ đã cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, cớ sao em nỡ lòng ra đi. Hoặc là chúng ta có thể ứng dụng một cái bài khác cũng được, đó là điệu ballad nhẹ nhàng. Chúng ta cũng intro nó luôn, nhìn nó rất là chuyên nghiệp nha anh chị em. Rồi vào luôn nè. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đẹp như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em riêng chờ đợi anh. Rồi đầu tiên mình sẽ thấy là ở đây chúng ta có những hợp âm tắc ngang cao rất là đơn giản ha. Chúng ta ôn lại. Một thứ hai là chúng ta sẽ tập được những cái nốt ngang cao. Ok, là thử đại xuống này. Rất là dễ thôi, khi mà những cái nốt chính thì chúng ta đánh lớn hơn những nốt bình thường. Do do si do la si do. Rồi để hợp âm như là pha. Pha trưởng á. La la sol la. Mấy kia rải nhịp chân rải bình thường làm lại. La la son la. Nếu tập chậm thôi qua chuyển cũng là thế này, nhưng mà nằm lên ngang 7 nè. Bắt dây 4. Này là tính là nốt si á. Si si la si. Là ngon này vô dây 2 nè. Vô dây 2 là nó la. Son la si. Son. Đang lên này 2 nè. Son la si. La la son la. Lại xuống dây xong, intro rất là ngắn và rất là đơn giản không. Còn khi chúng ta tập ballad thì chúng ta tập chậm, blue ballad chậm. Bass. Và mùa đông lạnh lùng buốt xa, nó cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trắng xóa, sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tiền nhịp quan trọng là nhịp chân mình á. Chúng ta khi mình tập chúng ta chuyển hợp âm và nhịp chân cho nó đều. Có các anh chị các bạn nông nóng lắm, tí thấy đánh được như mình, thật là mình đánh quá nhanh, cái nhịp mình nó bị rớt. Có nghĩa là tay chưa quen, nhưng mà cái nhịp mình, chân mình nó nhanh, cái nhịp mình nó nhanh hơn à, làm lính quýnh. Thật ra mình cứ bình tĩnh đánh từng nó là được thôi. Anh Khánh cũng vậy thôi, Khánh cũng bị những cái tập đó thì chúng ta phải sửa, điều chỉnh từ từ làm lại nha. Intro, ok. Là xử lại xuống nè, bắt dây 5. Do do si do. Tập chậm đúng không ạ? La si do la la son la. Móc máy này nè, nhịp nghỉ móc máy này. Để bên đây. Si si la si son la si la la son la. Đó, vậy là xong. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đêm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quên. Ví dụ vậy rồi
Một lần nữa thì những cái intro như thế này sẽ giúp cho chúng ta luyện ngón, và cũng như là tuy là ít nốt nhưng mà nó giúp chúng ta sao cái tài chúng ta có lực hơn khi chúng ta tập solo. Thì đó cũng là một trong những cái mà giúp cho chúng ta ở nhà có khoảng thời gian để chúng ta luyện tập, và chúng ta có thể quay clip lại làm YouTube, hoặc là chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời với những kỷ niệm trong cái khoảng cuộc đời của chúng ta với những cảm xúc rất là tuyệt vời. Chúc cho mọi người có nhiều sức khỏe, nhớ chia sẻ về tường nhà mình nha, bấm like và nhớ đăng ký theo dõi kênh để chúng ta nhận được những clip mới nhất nha. Cảm ơn quý anh chị các bạn nhiều, comment cái bài hát của intro các bạn thích, thì Khánh sẽ cố gắng làm những cái đơn giản như thế này để cho chúng ta có thể tập luyện với nhau một cách tuyệt vời. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.